Hay nói tóm lại, người đã tu gì? Đã tu chứng cả gì? Viên mãn sáu pháp thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và lậu tận thông thì mới gọi là Phật. Nói tóm lại gì? Nếu rút ngắn hơn nữa gì? Phúc đức và trí tuệ đều đầy đủ viên mãn, không khuyết thiếu một chút nào. Trong 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 kinh Phật giải thích gì? Bằng tiếng Hán là gì? Phúc trí nghị nhị nghiêm phương tác Phật. Tức là phúc đức và trí tuệ á, hai cái này đầy đủ trang nghiêm, không thiếu khuyết một chút nào á, thì đó gì? Người đó sẽ làm Phật, sẽ gọi là Phật, và vị đó sẽ thành Phật. Còn thánh nhân, chữ thánh á, chữ thánh là chỉ ra gì? Chúng ta thấy gì? Phật, thánh, đúng không? Phật và thánh. Thánh ở đây là do chính, thánh nhân ở đây là chính, do con người chúng ta tự suy tôn lên. Ví dụ chúng ta thấy người đó thì có đạo hạnh hơn những người bình thường khác. Ví dụ như thánh Khổng Tử chẳng hạn. Khổng Tử chính là thánh nhân, chứ không phải là thánh xuất thế gian. Phật là thánh gì? Là bậc thánh xuất thế gian, là thánh trung thánh, vương trung vương. Tức là thánh gì? Trong tất cả các vị thánh thì Phật là gì? Là vị thánh cao nhất. Trong tất cả các vị vua thì Phật là vị vua gì? Vị vua gì? Cao nhất. Gọi là thánh trung thánh, vương trung vương lại như thế. Nó cho nên ở đây khi mà gọi đến gì? Nói đến thánh nhân tức là chỉ cho những bậc thì cũng có đạo hạnh, có đức hạnh, nhưng mà họ chưa thoát ly sinh tử, họ vẫn ở gì? Ở trong cái sự luân hồi của lục đạo, trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đặc biệt ở đây gì? Họ là gì? Có thể là cõi người hoặc cõi trời hoặc cõi Atula. Cho nên đây gọi là gì? Thánh nhân. Để tôi lấy ví dụ như Khổng Tử. Vì sao Khổng Tử được gọi là thánh nhân? Được nhân dân phong là gì? Là thánh nhân, là thánh hiền. Vì gì? Vì Khổng Tử là một người thầy dạy học, một người thầy mẫu mực về đạo đức, về nhân cách, về lối sống của một người, của bậc hiền triết ở thế gian. Hay nói nôm na gì? Là của một người thầy giáo ở thế gian. Cho nên sau khi ông mất đi được gì? Được các đệ tử và được nhân dân tôn sùng và coi ông như là một gì? Một vị thánh nhân của thế gian vậy. Là một thánh nhân của thế gian. Còn các đệ tử của Khổng Tử thì gọi là hiền. Khổng Tử gọi là thánh, các đệ tử gọi là hiền. Có được gọi là Phật đâu? Khổng Tử được gọi là Phật đâu? Không có. Sau này khi mà nhà Nho nó mạnh lên thì nó gọi là chủ trương là tam giáo đồng nguyên, nó xếp nhà Nho, xếp Khổng Tử thì ngang hàng với Phật là không có đúng. Đấy là họ tự xếp thôi, tự phong thôi. Chứ làm gì có cái chuyện một vị gì, một vị thánh nhân ở thế gian mà xếp ngang hàng với thánh nhân xuất thế gian được. Thánh nhân xuất thế gian là gì? Là người đã tu tập, tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát và thân tâm thanh tịnh, thoát ly sinh tử, chúng khổ, vĩnh viễn ra khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, không bị tam giới, không bị cái nghiệp lực của tam giới nó chi phối nữa, tức là không bị cõi trời, cõi người, cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới gì nó chi phối nữa. Đó cho nên, nhưng còn thánh nhân ở thế gian vẫn còn bị nghiệp lực chi phối. Ví dụ ở Việt Nam chúng ta gì? Có bốn vị được coi là gì? Được gọi là thánh nhân thế gian. Bốn vị thánh này là gì? Gọi là bốn vị đại thánh, gọi là bất tử ở trong lòng dân tộc. Đó là gì? Đức thánh Gióng, Đức thánh Tản Viên, Đức thánh Chỉ Đồng Tử và Đức thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đó gọi là gì? Thánh nhân bất tử ở trong lòng dân tộc Việt Nam của chúng ta, gọi là tứ thánh, tứ bất tử của Việt Nam. Còn các vị gì? Thánh nhân như là gì? Đức thánh Trần, Trần Hưng Đạo đó. Hay là tôi chắc chắn rằng tới đây cố đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng sẽ dần dần cũng sẽ được gì? Nhân dân chúng ta sẽ tôn sùng ngài là một vị thánh nhân. Có thể gì? Có thể sánh ngang với tứ thánh tứ bất tử trong lòng dân tộc. Hoặc gì? Ít hơn một chút là gì? Cũng sánh ngang với Đức Thánh Trần, tức là Đức Thánh Trần Hưng Đạo đó. Đó. Thế chúng ta thấy rồi, chúng ta sẽ thấy cái điều đó sẽ xảy ra ở đất nước Việt Nam chúng ta này. Hay chúng ta biết là gì? Ở thế gian đó, của chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ cũng nhiều người họ ơn Đảng, ơn Bác Hồ. Cho nên bây giờ họ coi Bác Hồ cái gì?
coi cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị cha già của dân tộc Việt Nam chúng ta, cũng giống như gì? Một vị thánh nhân vậy. Họ coi Bác Hồ như một vị thánh vậy. Đó. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy đây là những vị gì? Ở thế gian có đạo hạnh, cho nên nó có sự khác biệt. Khác biệt gì? Khác biệt đấy, khác biệt giữa thánh nhân thế gian và gì? Và Phật. Ở cái chỗ Phật thì ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Phật thì tự do tự tại ở trong gì? Trong khắp mười phương, không bị sinh tử luân hồi ràng buộc. Còn thánh nhân thế gian á, thì chỉ có phúc báo ở trong một vài kiếp, hoặc một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp, thậm chí là một vài vạn kiếp, thậm chí là gì? Cao nhất là đến 8 vạn 4 ngàn kiếp, như là cõi trời phi tưởng xứ mà thôi. À, thánh nhân thế gian thì thọ mạng cao nhất như cõi trời phi tưởng xứ, đó là 8 vạn 4 ngàn kiếp. Nói cho nên ở đây thì cái sự khác biệt của nhau như vậy. Nhưng mà khi thánh nhân thế gian khi hết phúc báo thì cũng vẫn bị gì? Bị sinh tử luân hồi như thường. Đức Phật nói là vua cõi trời gì? Phi tưởng xứ, tuổi thọ 8 vạn đại kiếp, còn gì? Khi hết phúc báo còn bị sinh tử luân hồi cơ mà các quý vị. Cho nên ở đây sự khác biệt là rõ ràng như vậy. Còn các vị thánh nhân của Phật giáo, thánh A-la-hán gì? Đã thoát khỏi sinh tử luân hồi rồi. Đã vượt khỏi cái tầm gì? Kiểm soát của Diêm Vương rồi. Và của gì? Của thần chết rồi. Của La Sát rồi, vân vân. Đó. Cho nên chúng ta thấy ở trong Phật giáo thì bậc thánh A-la-hán trở lên thì mới được thoát ly sinh tử. Còn Tu Đà Hoàn thì còn 7 lần sinh tử nữa. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 trọng ân, giới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.